Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà mình làm món bánh lăng nướng. Món bánh lăng thì dễ làm, công thức cũng rất đơn giản. Và bánh này thì mình không có phần phải canh lửa gì hết. Mình cứ canh giờ, đến giờ là mình lấy bánh ra mình ăn. Và bánh rất là mịn, không hề bị rỗ. Và nếu cả nhà muốn biết công thức và cách làm thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm bánh lăng nướng. Mình có nửa hộp sữa, 5 cái trứng, 1 phần 2 bịch sữa tươi không đường, 1 miếng chanh, 1 chút muối, 30g đường làm caramel, 30g đường cho vào sữa. Trước tiên mình đi làm caramel nè, 30g đường nè, và 1 chút nước. Đủ để thắng caramel, đủ để ướt đường thôi. Mình bật bếp lên và mình để lửa cho trung bình. Bây giờ mình nặn vào 1 miếng chanh nè. Bây giờ đường của mình nó ngả sang màu vàng rồi. Bây giờ đường nó qua màu cánh gián rồi đó. Thì mình chế nước vô này, mình chế từ từ thôi. Bây giờ thì nước đường của mình nó dẻo dẻo nó về được rồi nè. Nó ra bọt nhiều dẻo dẻo, mình tắt bếp. Khoảng 2 phút cho đường nguội bớt rồi mình đổ ra khuôn nè. Và mình đổ ra khuôn, mình chỉ cần để im một chỗ thôi, mình không có cần láng ra đâu. Tiếp theo mình đi cân trứng. Mình cân 225g. Dư 2g mình để luôn. Và 5 cái trứng thì cứ dư như lòng trắng mình bỏ luôn này. Bây giờ thì mình khuấy trứng cho nó đều, nó nát hết rồi. Mình khuấy sữa xong rồi mình để qua một bên. Bây giờ mình cho 190g sữa đặc, tức là nửa lon sữa đặc. Mình cho vào 30g đường, 1 phần 2 bịch sữa tươi không đường, và một chút muối bằng cái đầu đũa thôi. Mình khuấy cho đường nó tan. Mình không có khuấy trứng với đường, tại vì khuấy trứng với đường nó lâu tan lắm. Cho nên mình khuấy đường với sữa thì nó nhanh tan. Khi mà đường chưa tan thì nó kêu xào xạo vậy nè. Khi đường tan rồi thì nó... Bây giờ mình đổ vào đây 190ml nước lọc nữa. Nếu ta không có cân như vậy thì ta đong sữa tươi vào trong cái lon sữa bò đó. Vừa sữa tươi vừa nước lọc là một lon. Bây giờ đường của mình nó tan hết rồi nè, nó không có kêu xạo xạo, là đường tan hết rồi. Bây giờ mình đổ cho sữa vào chung trứng nè, mình khuấy đều lên. Tại vì mình không có cho đường vào trong trứng, cho đường trong trứng thì đường nó lâu tan lắm. Bây giờ mình dây cái hỗn hợp này qua cái rây này cho nó mịn này. Bây giờ mình cho vô một ống vani. Và mình khuấy lên cho nó đều. Mình chế sữa hỗn hợp trong khuôn. Và bánh lăng hấp á, bánh lăng nướng cả nhà thì nó ít rỗ lắm. Xong mình đậy nắp, còn mình làm được 12 hũ. Bây giờ thì mình xếp bánh lăng trong cái khay và mình bỏ trong lò nướng. Bây giờ mình chế nước nóng vào trong cái khay này để cho mình hấp cho nó nhanh. Và mình chế nước nóng vô nè, mình chế nửa nửa cái hộp bánh lăng nè. Bây giờ mình đậy nắp vô. Và mình để một cái khay này lên trên nè, ở trên không có nóng cái mặt á, xe cái mặt á. Cái khay này có một ít nước và nước lạnh. Mình đóng lò vô. Bây giờ mình để lửa 160 nè, và lửa dưới không thôi. Và mình để 30 phút.
Sau 30 phút thì bánh lăng của mình chín rồi nè. Bây giờ mình để cho nguội tí rồi mình lấy cho cả nhà xem. Cả nhà ơi, cái lăng của mình nè, bánh lăng của mình này rất là mịn. Cả nhà ơi, bánh lăng của mình này rất là mịn nè. Đó, mình nướng bằng lò rất là mịn luôn. Và mình nướng 30 phút. Và bánh thì rung rinh này cả nhà thấy không? Bánh rung rinh như vậy ăn rất là ngon. Nó mềm, ăn rất là ngon. Đó, cả nhà xem bánh này. Nó mềm lắm. Rất là mềm, bánh này ăn rất là ngon luôn. Ăn vô là thích, rất là thích luôn.